Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Trang Trí Nội Thất 3D. Rất vui lại được gặp lại mọi người trong video này. Chúc mọi người có thêm một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha mọi người nhé. Rất là nhiều người đặt câu hỏi đến bên Trang Trí Nội Thất 3D rằng mất bao nhiêu chi phí để có thể sở hữu một bức vách TV phòng khách sang trọng và lịch sự như trên video anh chị và các bạn đang chiêm ngưỡng. Thì trong video này em sẽ phân tích rất là chi tiết và cụ thể để anh chị có thể nắm bắt được giá cả từng sản phẩm để áp dụng ngay cho không gian phòng khách của gia đình mình, để đón một cái Tết Nguyên Đán ấm no và hạnh phúc trong những ngày sắp tới anh chị nhá. Như mọi người đang thấy trên video đang quay là bộ 3 sản phẩm em đang kết hợp. Đầu tiên đấy là tấm ốp lam sóng giả vân gỗ. Thì hiện nay giá thành của sản phẩm này sẽ có giá dao động từ 500 cho đến 650.000 trên 1m2. Cũng tùy vào chất liệu và hãng của sản phẩm thì sẽ cho ra một giá thành sau khi thi công anh chị nhá. Tiếp đến là tấm ốp tường vân đá PVC thì hiện nay cũng sẽ có giá dao động từ 350 cho đến 450.000, thì cũng sẽ dao động tùy vào chất liệu của mỗi loại sản phẩm cũng như hãng thương hiệu khác nhau trên thị trường thì sẽ cho ra một mức giá nó khác nhau. Đấy, anh chị nào mà sử dụng sản phẩm này cho những nhà kinh doanh hay thuê mướn thì có thể sử dụng loại giá rẻ. Còn nếu như mà sử dụng cho không gian gia đình anh chị ở lâu dài thì theo em thì nên sử dụng những sản phẩm chất lượng chính hãng và tốt một chút để có thể sử dụng được bền lâu. Và tiếp đến là một cái tủ rượu được gắn bằng những cái led hắt màu vàng, nó rất là sang trọng. Thì tủ rượu này sẽ tính chi phí theo bộ anh chị nhé. Như cái bộ trên video anh chị đang chiêm ngưỡng thì bộ này sẽ có giá từ 7 triệu là full cả đèn led và công lắp đặt luôn anh chị ạ. Thì nôm na thì một bộ vách TV nếu anh chị sử dụng chất liệu mà cao cấp nhất hiện nay trên thị trường thì sẽ dao động từ 7 triệu cho đến 15 triệu. Đấy, thì có thể sở hữu ngay những bộ vách TV chất lượng nhất hiện nay trên thị trường cho không gian phòng khách của gia đình anh chị và các bạn. Và nếu như anh chị chưa tìm ra được đơn vị nào phân phối cũng như thi công dòng sản phẩm này uy tín thì cũng có thể liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 để được bên em tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Và hiện tại thì bên em đang thi công cái bức vách này tại khu vực 62 Lê Lai, thành phố Hải Phòng. Anh chị nào mà đang ở gần khu vực Hải Phòng cũng như trong khu vực Hải Phòng cần có nhu cầu thi công sản phẩm này cho không gian gia đình mình, liên hệ đến bên Trang Trí Nội Thất 3D với đường dây hotline 0972 584 331 để được bên em tư vấn chi tiết hơn. Và hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông nếu như thấy em chia sẻ video này thực sự hay hữu ích đến anh chị. Và chúc anh chị có phút giây xem video thư giãn và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Xin chào.